Nguyễn Anh Minh sinh năm 2007 là golfer trẻ nổi bật nhất của đội tuyển golf trẻ Hà Nội. Anh Minh đã không ít lần lên ngôi vô địch tại các giải đấu lớn nhỏ và được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những golfer xuất sắc nhất trong tương lai. Sau năm 2020, được dự nhiều sự kiện lớn, đặc biệt là việc vượt qua cắt loại tại giải chuyên nghiệp FLC Việt Nam Master, Nguyễn Anh Minh bước vào năm 2021 với nhiều mục tiêu và kỳ vọng lớn. Anh Minh đã ngay lập tức gây tiếng vang khi liên tục có những vòng đấu chất lượng. Đầu tiên phải kể đến là vòng đấu 66 gậy âm 6 tại sân Chí Linh. Nhờ đó, anh Minh liên tục có tên trong top 3 bảng xếp hạng Top Single, nơi ghi danh những golfer nghiệp dư có thành tích tốt của nước ta với mốc handicap dương, điều mà bất cứ một golfer nào cũng đều mong muốn đạt đến. Chưa dừng lại, Nguyễn Anh Minh liên tiếp vô địch Tiền Phong Golf Championship và Bamboo Airways Golf Tournament bằng những điểm số rất ấn tượng. Đây đều là những giải đấu phong trào nổi tiếng, có quy mô tổ chức rất lớn, quy tụ nhiều golfer nghiệp dư xuất sắc. Tới cuối năm, Nguyễn Anh Minh tiếp tục khiến người ta phải nhắc tới mình khi thi đấu đầy chững chạc và chắc chắn tại vòng loại tuyển chọn đội dự tuyển Golf Quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 31. Đọ sức cùng với một loạt những đối thủ chất lượng và phải thi đấu với một sân đầy thách thức của Herolex, nhưng anh Minh dưới bàn tay trợ giúp của caddy Nguyễn Văn Hưng, tức Hưng 8, một single cứng của golf phong trào phía Bắc, chàng trai Đinh Hợi đã thể hiện xuất sắc trong cả hai vòng đấu loại. Ở vòng loại đầu tiên, anh Minh đã vượt qua một loạt các nhà vô địch và á quân quốc gia như Nguyễn Nhất Long, Trần Lam, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Đặng Minh hay là Đặng Quang Anh để đạt thành tích tốt nhất, qua đó giành tấm vé đầu tiên vào đội dự tuyển quốc gia hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á sẽ diễn ra ngay tại Việt Nam. Cũng nhờ màn trình diễn ấn tượng ấy, Nguyễn Anh Minh còn vinh dự có tên trên bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới với hạng 4676, điều mà hiện nay chỉ có 3 nam golfer Việt Nam khác đạt được. Trước khi đến với Lexus Challenge 2022, Nguyễn Anh Minh cũng vừa kết thúc vòng loại thứ hai và đoạt suất chính thức vào đội tuyển quốc gia thi đấu tại SEA Games 31 với điểm âm 6 sau 4 ngày thi đấu. Mục tiêu của anh Minh trước khi tham dự giải chuyên nghiệp đầu tiên trong năm chỉ là tích lũy kinh nghiệm trước thềm SEA Games 31, nỗ lực để vượt qua vòng cắt loại của giải đấu. Nhưng mà cậu bé 14 tuổi đã đưa cả cộng đồng golf đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Tiêu và động lực duy nhất của em là em chỉ mong chờ là để qua cắt. Em tham gia giải này là để em học hỏi và để cọ sát với cả các chú pro ấy, vì biết đâu là em đã cũng học được vài thứ của các anh và các chú pro. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng Nguyễn Anh Minh đã dám đối mặt trực tiếp với các đàn anh nhiều kinh nghiệm là Park Sang Ho và Trương Chí Quân. Cả Park Sang Ho và Trương Chí Quân đều sở hữu tổng cộng 6 chiến thắng trước đó và cũng là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch Lexus Challenge 2022. Bước vào vòng chung kết với 2 gậy cách biệt so với Trương Chí Quân, cách biệt 3 gậy so với 2 golfer ngoại quốc Park Sang Ho và Joe Choi. 9 hố đầu tiên, anh Minh chỉ có 1 birdie nhưng mắc 2 bogey. Tuy nhiên, Trương Chí Quân cũng không thể tận dụng để rút ngắn cách biệt với người đàn em khi chỉ có được 2 birdie và có tới 3 bogey. Kết thúc 9 hố đầu, cả hai đều đánh 37 gậy. Kịch tính trận đấu chỉ thực sự diễn ra ở 9 hố sau. Đây thực chất chỉ là cuộc đua giữa anh Minh và Chí Quân bởi Park Sang Ho trong một ngày thi đấu đầy thất thường. Golfer người Hàn chỉ có được 2 birdie nhưng mắc đến 4 bogey và double bogey. Sớm bị loại khỏi cuộc đua, anh chốt lại vòng đấu cuối với 75 gậy, tụt xuống hạng 7, dương 7, chung cuộc. Ở hố 11 par 5, trong khi Chí Quân chỉ mất 2 gậy để đưa bóng lên green, sau khi ghi điểm birdie, về phía anh Minh, golfer trẻ mắc bogey. Kết quả này khiến Chí Quân san bằng cách biệt và cùng với anh Minh lên đứng đầu bảng xếp hạng. Thế nhưng, ở ngay hố kế tiếp, khi mà anh Minh đạt par, thì Chí Quân đánh bóng xuống nước khiến anh đánh vượt chuẩn 2 gậy ở hố 3-4 này. Cuộc đua lại trở về vạch xuất phát. Đến hố áp chót, cuộc đua lại nóng lên sau khi anh Minh mắc bogey. Chí Quân rút ngắn khoảng cách còn 1 gậy sau khi đánh đúng điểm chuẩn ở hố 3-3 này.
Với tình thế đó, Trí Quân phải cần ít nhất có điểm bớt đi ở hố 18 và mong chờ đối thủ sẩy chân mới có thể cùng nhau bước vào hố đối phụ. Rất tiếc, cú gạt ghi điểm bớt đi bất thành ở green số 18 đã chấm dứt hy vọng của Trí Quân khi chốt lại vòng đấu với 73 gậy dương 4 gậy, đứng Á quân chung cuộc. Liên sau đó, cú gạt thứ hai giữ pa đã khiến anh Minh kết thúc vòng đấu với 74 gậy, tổng điểm dương 3, đồng thời đưa golfer 14 tuổi lên đỉnh vinh quang. Thì em vừa từ vòng 2 SEA Games về và em cũng chưa được nghỉ ngơi nhiều lắm, nên em cũng khá bất ngờ là em đạt được một thành tích này. Cái giây phút của em ở hố 18 là em cảm thấy rất là thoải mái vì mọi thứ đã xong hết rồi. Và em đã bắt được hai bắt trên green rồi. Lúc ấy em rất là thoải mái và rất là bình tĩnh. Anh Minh có một giải đấu rất là đều và Quân thấy là anh Minh là một cái triển vọng tốt cho Việt Nam, golf Việt Nam đang đi lên. Và Quân cũng muốn chúc anh Minh là đánh thật tốt trên SEA Games và hy vọng là anh Minh có được cái cơ hội để giành huy chương tại SEA Games cho Việt Nam. Vì lâu lắm rồi Quân vẫn mong muốn là có ai đó giành được huy chương tại SEA Games. Lên ngôi tại Laser Challenge, đưa Nguyễn Anh Minh trở thành golfer nghiệp dư người Việt đầu tiên vô địch ở một giải chuyên nghiệp trong nước. Nhà vô địch cũng là golfer trẻ nhất lịch sử lên ngôi ở giải đấu golf chuyên nghiệp, 14 tuổi, 8 tháng, 11 ngày. Anh Minh nhận thưởng 23 triệu đồng tiền thưởng của quỹ thưởng 270 triệu đồng do đang là golfer nghiệp dư. Theo quy định mới của luật golf có hiệu lực từ đầu năm 2022, ngoài cúp vô địch, anh Minh nhận danh hiệu golfer nghiệp dư xuất sắc nhất giải, đúp danh hiệu vô địch Laser Challenge và danh hiệu Lost Amateur hay nhất giải. Trên bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới, nhà vô địch Laser Challenge 2022 có bước nhảy vọt khi tăng 1.114 bậc lên hạng 3.551. Phong cách thi đấu của anh Minh qua suốt 4 ngày chúng ta có thể thấy được là một phong thái thi đấu rất bình tĩnh, không vội vàng, không bộc bột. Là ở một cái lứa tuổi còn rất trẻ, anh Minh sinh năm 2007 là mới có 14 tuổi, thì tôi đánh giá đây là một trong những cái màn trình diễn vô cùng xuất sắc cho một vận động viên chuyên nghiệp ở Việt Nam ở thời điểm hiện nay. Thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ còn rất nhiều vận động viên trẻ tiềm năng nữa sẽ đóng góp cho cái phong trào golf chuyên nghiệp trong những năm sắp tới. Có thể thấy, ở những giải golf chuyên nghiệp được tổ chức những năm gần đây đều có sự tham gia của khá nhiều vận động viên trẻ nghiệp dư. Với các vận động viên này, mục đích mà họ tham gia các đấu trường lớn là để cọ sát, tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, việc lên ngôi của anh Minh đã phần nào cho thấy bản lĩnh của thế hệ golf trẻ tại Việt Nam, mở ra những kỳ vọng lớn cho golf Việt về một thế hệ kế cận có bản lĩnh, trình độ và tương lai sẽ có những gương mặt bước ra những đấu trường quốc tế. Tôi nghĩ là một cái tín hiệu rất là tốt, nhưng mà chúng ta cần phải nhiều cái nhân tố như thế nữa. Và thông qua các giải đấu này, tôi nghĩ chúng ta sẽ có tìm được sẽ nhiều cái gương mặt mới, những cái động lực để các bạn trẻ hơn nữa, các bạn ấy tham gia sớm hơn nữa, và các bạn ấy sẽ là cái đội ngũ kế cận để cho tiếp nối của Hưng, của Minh, cũng như chúng ta nhìn thấy Trương Chí Quân tiếp nối của Trần Lê Duy Nhất, của Thái Dương. Đấy, và như vậy thì chúng ta sẽ có lớp lớp các cái thế hệ liên tục tiếp nối các đàn cha đàn chú đàn anh để dấn thân vào cái công cuộc mà có thể nói là chúng ta phải đi thật nhanh để có thể đuổi kịp được với tốc độ của thế giới. Sự thành công của Nguyễn Anh Minh tại Laser Challenge 2022 là điều mà chính em cũng không ngờ tới. Tuy nhiên, nếu nhìn lại quá trình nỗ lực của anh Minh trong suốt những năm vừa qua, có thể thấy anh Minh đã học tập một cách nghiêm túc. Anh Minh giờ đây đã không còn là một anh Minh dễ bị cảm xúc chi phối, mà đã là một anh Minh của bản lĩnh, của sự kiên trì và quyết tâm. Hy vọng với thực lực của mình cộng với sự ham học hỏi, anh Minh sẽ không ngủ quên trên chiến thắng để khẳng định bản thân ở nhiều đấu trường khác.